Xin chào. Mâm cơm chay của kỳ duyên ngộ của mình ngày hôm nay là một món bông điên điển xào. Mình cho một chút dầu vào chảo và hành, gốc của hành lá, đảo cho đều để cho hành nó thơm lên, hơi vàng một chút cũng được. Tiếp đó cho bông điên điển, bông điên điển là một món ăn dân dã của miền Tây Nam Bộ, và đặc biệt là ở miền Nam thì miền Tây Nam Bộ này thì rất là nhiều người thích bông điên điển. À, bông điên điển xào, bông điên điển nấu canh chua, bông điên điển nhúng giấm, bông điên điển làm gỏi. Nói chung là bông điên điển làm được rất là nhiều món ăn dân dã ngon của người miền quê. Một điều đặc biệt nữa là chỉ có bông điên điển tươi ở miền Tây Nam Bộ này là ngon nhất. Vừa hái ở ngoài đồng vô xong thì tốt ra là mình sẽ đem rửa sạch sẽ rồi xào. Cái hương vị ngọt của bông điên điển nó rất là đặc trưng, bổ dưỡng lắm. Rồi, mình sẽ nêm nếm một ít hạt nêm, một muỗng cà phê, cho nửa cái bông điên điển. Một muỗng bột ngọt nhỏ, nửa muỗng bột ngọt cà phê. Và cái hương vị ngọt của bông điên điển nó rất là ngon. Mình chỉ cho một chút xíu đường thôi, không cần nhiều, rất là ít. Và ở đây cái khâu xào bông điên điển quan trọng là chúng ta không cần xào cho bông điên điển nó quá chín. Tức là bông điên điển khi mình nêm nếm cho nó vừa ăn nó đều hết trơn á, gia vị mình trộn lên. Và với cái lửa lớn thì mình đảo đều tất cả những cái hương vị, những cái đồ nêm. Chút đường, chút hạt nêm, chút bột ngọt. Thì mình sẽ đảo cho bông điên điển đều lên. Đặc biệt là bông điên điển không xào quá chín, bởi vì xào quá chín thì cái hương đặc trưng của bông điên điển nó sẽ không còn ngon nữa. Vì vậy mà nó cũng là một cái bí quyết cách xào bông điên điển. Và chúng ta đảo cho nó đều những cái đường bột ngọt ở trên cái lửa lớn. Thì khoảng chừng vừa xào vừa bắt lên, vừa nêm nếm, vừa cho lửa chín bông điên điển là khoảng 5 phút. Rất là nhanh. Mình cũng không cần đậy nắp gì hết. Là mình để cho nó tự nhiên như vậy rồi mình đảo đều. Rồi mình chuẩn bị mâm cơm. Rồi, như vậy là bông điên điển của mình đã chín tới. Vừa chín, bông còn tươi lắm. Mình xào vừa chín tới, nhìn cái bông điên điển còn rất là ngon. Nhấc xuống. Mình cho ra đĩa. Chỉ bông điên điển dân dã của miền quê. Một món ăn miền quê dân dã rất là đặc trưng. Bông điên điển xào. Mà là một bữa cơm chay nha các bạn.